Kẻ ẩn danh, phim hành động mang yếu tố gia đình, đậm chất văn hóa Việt. Kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, đạo diễn Trần Trọng Dần sẽ trình làng khán giả bộ phim hành động mang yếu tố gia đình và đậm chất văn hóa Việt có tên Kẻ ẩn danh. Bộ phim chính thức ra rạp ngày 25 tháng 8 năm 2023. Với sự tham gia của bộ ba nam diễn viên được yêu thích là Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa, Quốc Trường. Mỗi người một màu sắc, một mảng miếng, họ sẽ có sự tung hứng nhịp nhàng, ăn ý để mang đến một món ăn tinh thần hấp dẫn trên màn ảnh. Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa, Quốc Trường hé lộ tạo hình cộm cán ấn tượng. Trong hình ảnh đầu tiên được nhà sản xuất tung ra, khán giả sẽ bất ngờ với tạo hình của ba nam chính. Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa, Quốc Trường đều đang trong tình trạng thủ thế, sẵn sàng tung ra những đòn chí mạng vào đối thủ. Thế nhưng, trên gương mặt mỗi người là một biểu cảm đặc biệt khiến người xem khá bất ngờ. Vốn quen thuộc qua hình ảnh hài hước, vui vẻ, thế nhưng trong Kẻ ẩn danh, hình ảnh Kiều Minh Tuấn lại bụi bặm, gai góc đến không ngờ. Anh nuôi tóc dài, diện bộ đồ công nhân đã sờn bạc, mặt mũi lem luốc, thấm máu và đầy vết thương. Gương mặt anh đầy phẫn nộ và lẫn quyết tâm dường như đã sẵn sàng tham gia vào cuộc huyết chiến một mất một còn. Chia sẻ về tạo hình, Kiều Minh Tuấn cho biết anh mất gần nửa năm để vào vai nhân vật này, từ việc nuôi tóc dài, học đánh võ, nghiên cứu tâm lý nhân vật. Nhân vật của Tuấn trong phim có ngoại hình dữ dằn, bụi bặm, khắc khổ. Để toát lên được thần thái của nhân vật không phải là một điều đơn giản. Như mái tóc này nuôi mất gần 3 tháng, đây cũng là lý do vì sao có một thời gian mọi người hoang mang sao Tuấn để tóc dài, da đen nhẻm và trông gầy gò hơn hẳn trước kia. Phải cố gắng lắm mới đen và gầy được như thế này đó. Liệu đây có phải là bộ phim được Kiều Minh Tuấn lựa chọn để lột xác bản thân, xây dựng nên một hình ảnh khác biệt trên màn ảnh? Câu hỏi này chắc chắn sẽ còn đeo bám khán giả cho đến khi tìm được câu trả lời chính thức vào ngày công chiếu. Trái ngược với vẻ dữ dằn, táo tợn của bạn diễn, Mạc Văn Khoa khiến khán giả hoang mang, khó hiểu khi gương mặt tuy nhẹ nhõm hơn. Nhưng trên môi lại nhếch lên nụ cười đầy ngạo mạn xen lẫn phần thách thức. Trang phục anh gọn gàng, đơn giản, nhưng có lẽ khán giả lờ mờ nhận ra sự bụi bặm, phong sương pha chút bất cần đời đến từ nhân vật này. Theo Mạc Văn Khoa chia sẻ, vai diễn của anh trong phim có cái tên đối lập hoàn toàn với ngoại hình nam diễn viên, Lù. Nhân vật có cá tính khá lạ, cực kỳ máu chiến khiến Mạc Văn Khoa khá vất vả để nhập vai. Nhưng điều vất vả nhất trong quá trình quay có lẽ là làm sao để tung hứng hài hòa với Kiều Minh Tuấn. Tuấn có vẻ nhập vai hơi quá, nuôi tâm lý nhân vật hơi sâu nên gương mặt lúc nào cũng lầm lì, mắt đằng đằng sát khí. Nhiều khi muốn ra bắt chuyện với anh Tuấn, nhưng thấy mặt anh căng quá nên càng phải cố bắt chuyện cho anh đỡ căng. Với Quốc Trường, hình ảnh mỹ nam gọn gàng, chỉn chu vẫn được anh chăm chút trong tấm poster đầu tiên của Kẻ ẩn danh. Anh chàng diện sơ mi vàng đất, khoác ngoài bằng áo vest xám cùng tông, tóc vuốt keo mượt mà, chỉn chu và nam tính như trước giờ quen thuộc với khán giả. Thế nhưng, không còn là gương mặt hiền lành, thư sinh cùng nụ cười tỏa nắng hấp hồn phán nữ, Quốc Trường của Kẻ ẩn danh mạnh mẽ đến độ dữ dằn, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt quyết đoán, nắm tay bóp chặt như sắp tung ra những chiêu đòn độc thủ lóe ra ngọn lửa tức giận. Biến cố gì đang đến với Quốc Trường, liệu anh sẽ làm sao để vượt qua nó? Đây có lẽ là câu hỏi khó, thôi thúc khán giả đi tìm đáp án trong 100 phút phim. Quốc Trường cho biết vai diễn lần này là một thử thách lớn với anh khi mà phải xóa bỏ hình ảnh điển trai, hào nhoáng vẫn quen thuộc khán giả. Vai diễn này quá khác với những vai Trường từng thể hiện nên thời gian đầu cũng mang lại cho mình không ít áp lực. Từ việc chăm chút cho diễn xuất đến phần hành động cũng phải chỉn chu, rồi còn xây dựng nên một thần thái mà trước giờ chưa từng động tới. Tất cả đều khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ của đạo diễn và hai người bạn diễn Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa, Trường đã có một vai diễn đáng nhớ trong đời. Là ba gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt nhưng lần đầu hợp tác với nhau trong dự án điện ảnh võ thuật hành động, Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa, Quốc Trường chắc chắn sẽ là những mảnh ghép chủ chốt tạo nên sự toàn vẹn của bức tranh lớn Kẻ ẩn danh, hứa hẹn bùng nổ phòng vé dịp lễ 2 tháng 9. Cho đến thời điểm này, Kẻ ẩn danh đang là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia vào đường đua phòng vé trong dịp lễ 2 tháng 9. Đây là một bộ phim hành động kịch tính, pha trộn yếu tố hài hước và chứa nhiều thông điệp gia đình gần gũi, chắc chắn sẽ mang lại những bài học khiến khán giả không khỏi lắng lại trong những phút giây ngồi tại rạp. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim hành động mang hồn cốt văn hóa dân tộc, cùng với những phút giây thư giãn với một tác phẩm made in Việt Nam, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Kẻ ẩn danh. Phim khởi chiếu ngày 25 tháng 8 năm 2023 trên toàn quốc.